Alo. Ơ ăn chưa đấy? Không có đây này đâu. Chưa chưa, không có đây. Chưa ăn. Đây là đàn 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 Hello. Ta có thể nói anh ta cũng là một trong những cái ứng cử viên của chức vô địch của giải năm nay. Lên đến 85 độ.
thành đi đi chuyên hai ba con ma bóng rất tốn của Văn Thành và số 42 thay nhìn người tái đền lại đi tâm lắm đấy. Tình khởi á. Hà Tình thì giống rồi, nhưng Hà Tình đánh cả trưa luôn. Tôi nghe tí, 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 tôi nghe tí,
Một pha bóng rất nhanh của Văn Thành, điểm số 10-11. Một pha bóng rất tinh tế của Cường Văn Cường. Điểm số 12-10. Chỉ đã cũng là điểm lượng kết thúc trận đấu. Một pha thủ bóng rất tốt của Văn Hòa Tuy Yên. Điểm số 11-12 cho Nam Phương Bóng. Tại sao không đây? Điểm số cho đội Vân Hồ 13-12. Thấp quá. 13-10. Tiền Vân Nam có 14-13. Theo chúng tôi quan sát thì Nam Phương Bóng ra thì đào anh em ở những điểm tinh tinh của trận đấu. Đồng lại. Tiền Vân Nam Phương Bóng. Nam Phương Bóng với Pro đánh Hà Tĩnh. Trung thì đấy bạn. Ở đây ra đánh anh. Bài đi anh ơi. Đấy. Hiện nay theo tổng hợp của bạn thì chúng ta có lần mới học tao. Hai cuối là hai ném này. Chúng ta đến bên rồi. Bên rau rồi. Bên rau rồi. Bên rau rồi. Châu ơi. Châu ơi. Này anh Hoa đã thủ ấy rồi. Không qua thì bỏ cái nam cho có. Một, đêm. Anh chạy được cái màu đau mũi chày kìa. Hiện nay ban tổ chức đã lấy cầu ngang đây. Khán giả không có nhu cầu cầu ngang thì ban tổ chức vẫn bán với một cái 10 ngàn. Tư ơi, đánh 5 phút để bắn cho người Nam Phương Bóng 3-1. Cắn bóng chạm lưới, điểm bóng cho đội Vân Hồ 2-3. Một pha bóng rất uy lực của Hồng Phong. Điểm số 4-2. Hãy
bóng ra ngoài, điểm số Sơn Hà đội thủ 3-4. Các cầu thủ đấy là thi đấu quá bóng duyên về biển với nhiệt độ của nhiệt độ cá lên đến 75 độ C, cho nên đang bóng chạm tay, điểm bóng cho đội Nam Trung Bốt 6-4. Một pha bóng rất là kinh nghiệm của Văn Thành, chủ công của bóng truyền Hà Tĩnh đã thi đấu giải Vi League quốc gia trên giải Điện Mạch quốc gia. Điểm bóng cho đội Vân Du 5-6. Điểm bảo vệ đội Vân Du 6-2. Bài này ngay. Chơi được ngay. Hả mô? Bài bên đúng không? Không nắm nổi tiếng. Bên đi mất 7 năm. Bài bên đi. Đừng đội Nam Trung Bốt 7-2. Và quyết tâm của Văn Thành với tỷ số 8-7. Bóng tốt điểm bóng cho đội Nam Trung Bốt 18. Ông nào đầu về hết. Dài hơn Nhật chứ. Một pha bóng của màu hồng điểm bóng cho Nam Trung Bốt 11-9. Tiếp theo là trận đấu này sẽ diễn ra trận đấu giữa FC anh em và đội FC Kevin Club. Pha đánh bóng mặt tay của
cầu thủ là cái đầu điểm 10-1. Gì thôi. Ta cũng phải đi một cái này có gì hết.